Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, mà trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi, thì các thiện nam tử thiện nữ vân vân này, ở đời hiện tại hay vị lai, sẽ được pháp lợi ích thù thắng. Các vị hãy chú ý lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì các vị mà phân tích giải thuyết. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cúi xin ngài giảng thuyết, chúng con rất muốn nghe. Phật dạy: Kiểu thi ca, nếu có ngoại đạo phạm trí hoặc ác ma và quyến thuộc của chúng, hoặc những kẻ hung bạo tăng thượng mạn có các việc xấu ác đối với Đại Bồ Tát này mà muốn làm những điều không được lợi ích, thì kẻ kia vừa khởi tâm hại thì tự chuốc lấy họa, tất sẽ tiêu diệt, không thực hiện được điều mong muốn. Vì sao? Kiểu thi ca: Vì Đại Bồ Tát này đem tâm tương ưng với nhất trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đem tâm nguyện đại bi làm đầu. Nếu các hữu tình nào bị sang tham phát khởi các đấu tranh lâu dài, thì Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp trong ngoài đều xả bỏ, dùng phương tiện giúp cho hữu tình kia được an trụ bố thí Ba La Mật Đa. Nếu các hữu tình nào phá giới, tạo các nghiệp ác lâu dài, thì Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp trong và ngoài đều xả bỏ, dùng phương tiện giúp cho hữu tình kia được an trụ nơi tịnh giới Ba La Mật Đa. Nếu các hữu tình nào bị sân giận làm tổn hại lẫn nhau lâu dài, thì Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp trong ngoài đều xả bỏ, dùng phương tiện giúp cho hữu tình kia được an trụ nơi an nhẫn Ba La Mật Đa. Nếu các hữu tình nào giải đãi bỏ các nghiệp lành lâu dài, thì Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp trong ngoài đều xả bỏ, dùng phương tiện giúp cho hữu tình kia được an trụ nơi tinh tấn Ba La Mật Đa. Nếu các hữu tình nào bị tâm tán loạn, chuyên làm náo động lâu dài, thì Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp trong ngoài đều xả bỏ, dùng phương tiện giúp cho hữu tình kia được an trụ nơi tịnh lợi Ba La Mật Đa. Nếu các hữu tình nào bị ngu si không biết phân biệt tốt xấu lâu dài, thì Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp trong ngoài đều xả bỏ, dùng phương tiện giúp cho hữu tình kia được an trụ nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các hữu tình nào tâm bị ràng buộc bởi tham sân si vân vân, trôi lăn trong vòng sanh tử, tạo nhiều việc không lợi ích, thì Đại Bồ Tát này khéo dùng phương tiện giúp cho hữu tình kia diệt trừ tham sân si vân vân, nhân duyên của sanh tử, hoặc làm cho an trụ nơi bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc làm cho an trụ nơi bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc làm cho an trụ nơi pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc làm cho an trụ nơi tám giải thoát chín định thứ đại, hoặc làm cho an trụ nơi các địa vị Bồ Tát, hoặc làm cho an trụ nơi pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc làm cho an trụ nơi chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc làm cho an trụ nơi cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, hoặc làm cho an trụ nơi thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc làm cho an trụ nơi tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc làm cho an trụ nơi năm loại mắt sáu phép thần thông, hoặc làm cho an trụ nơi mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc làm cho an trụ nơi pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, hoặc làm cho an trụ nơi tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoặc làm cho an trụ nơi trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc làm cho an trụ nơi quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, hoặc làm cho an trụ nơi tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc làm cho an trụ nơi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, hoặc làm cho an trụ nơi các thiện pháp khác ở thế gian và xuất thế gian. Kiểu thi ca như vậy gọi là đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, thì các đại Bồ Tát hiện tại gặp pháp lợi ích thù thắng. Kiểu thi ca: do nhân duyên này mà Đại Bồ Tát kia ở đời vị lai mau chóng chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ chúng sanh vô lượng, tùy theo sở nguyện của các loại hữu tình mà làm cho họ được tu học an trụ rốt ráo ba thừa cho đến chứng đắc vô dư niết bàn. Kiểu thi ca như vậy gọi là đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết,
lưu truyền rộng rãi, thì các đại Bồ Tát này ở đời vị lai sẽ gặp pháp lợi ích thù thắng. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với bát nhã ba la mật đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi ở địa phương đó, nếu có ác ma và quyến thuộc ma hoặc các ngoại đạo phạm trí và kẻ hung bạo tăng thượng mạn khác hiềm khích bát nhã ba la mật đa muốn làm trở ngại, gây chướng nạn, chống trái, đều khiến mau chóng ẩn mất, sở nguyện của họ hoàn toàn không thành. Những người ác kia vừa nghe tiếng bát nhã là các điều ác tiêu diệt từ từ, công đức phát sanh lần lần, về sau nương vào ba thừa được chấm dứt khổ hoặc thoát khỏi đường ác sanh tử trong cõi trời người. Kiểu thi ca, như có loại thuốc kỳ diệu tên mạt kỳ, công hiệu của thuốc này có thể làm tiêu tan các chất độc. Thuốc kỳ diệu như thế dù ở chỗ nào các loại trùng độc cũng không dám đến gần. Có loài rắn độc lớn đói đi kiếm ăn, gặp thấy sanh vật nhỏ muốn cắn nuốt chúng, sanh vật nhỏ kia sợ chết vội chạy đến chỗ thuốc thần, rắn người được mùi thuốc liền bỏ chạy. Vì sao? Kiểu thi ca, thì thuốc thần đó có đầy đủ vị hay, có thể làm cho thân mạng được lợi ích và tiêu trừ các chất độc. Nên biết bát nhã ba la mật đa cũng có đầy đủ vai thế lớn như vậy. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, thì các ốc mà vân vân ở chỗ đại Bồ Tát này muốn gây các việc ác, nhưng nhờ thần lực